4 điều nên làm vào buổi sáng và 5 điều không nên làm vào buổi tối, cả đàn ông và phụ nữ đều nên biết. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có 4 điều mà bạn nên làm vào mỗi buổi sáng, 5 điều không nên làm vào buổi tối. Hãy thực hành chúng mỗi ngày để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. 4 điều nên làm vào buổi sáng. 1. Tắm vào buổi sáng. Người Việt Nam không có thói quen tắm vào buổi sáng, nhưng nghiên cứu cho thấy tắm buổi sáng rất tốt cho việc thúc đẩy tuần hoàn máu, tạo cảm giác sảng khoái, mát mẻ, giúp điều tiết tâm trạng tốt hơn, cho bạn tinh thần thoải mái để bắt đầu một ngày mới. Lưu ý, bạn nên có một vài động tác khởi động nhẹ như hát, thể dục nhịp điệu để tỉnh ngủ hẳn trước khi tắm. 2. Vệ sinh vào buổi sáng. Đại tiện vào buổi sáng là thói quen tốt, mang lại nhiều lợi ích. Nếu bạn không có thói quen này, bạn có thể tác động đến cơ thể bằng cách ăn nhiều các loại thực phẩm giàu chất xơ như cải bắp, khoai lang, các loại ngũ cốc thô vào ngày hôm trước. Sau đó, buổi sáng hôm sau, bất kể bạn có muốn hay không cũng phải đi vệ sinh. Theo thời gian, thói quen sẽ trở nên tự nhiên. 3. Uống nước vào buổi sáng. Buổi sáng thức dậy, uống một cốc nước sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sau một giấc ngủ dài, khi dậy, cơ thể dễ bị mất nước và việc bổ sung một ly nước. Nước ấm là tốt nhất, không dùng nước đá, sẽ rất hữu ích, không chỉ giúp làm sạch dạ dày mà còn tiếp năng lượng cho gan, thận, hoạt động hiệu quả hơn. 4. Thức dậy từ từ. Khi mới ngủ dậy, bạn nhớ không đột ngột ngồi bật dậy, dễ khiến cho máu dồn lên, làm thay đổi huyết áp một cách đột ngột, người ra hoa mắt, chóng mặt và một số triệu chứng nguy hiểm khác. Phương pháp tốt nhất là sau khi dậy, cứ nằm yên trên giường một lúc, có thể hoạt động tứ chi và đầu một cách nhẹ nhàng khoảng 5 phút mới bước xuống giường. Một số động tác co duỗi, kéo căng chân, cơ tay sẽ rất hữu ích trong việc giúp bạn tỉnh ngủ, tăng cường lưu thông máu, phòng ngừa các bệnh xương khớp. 5 điều không nên làm vào buổi tối. 1. Không uống trà, cà phê. Bạn nên tránh xa trà, cà phê trước khi đi ngủ. Nguyên nhân là do caffeine trong trà, cà phê sẽ kích thích hệ thần kinh, gây khó ngủ. Không những vậy, chúng còn là những thức uống lợi tiểu, sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. 2. Không ăn cay. Ăn thức ăn cay trước khi ngủ là một trong những điều nên tránh. Nguyên nhân là do những thực phẩm cay như ớt, tỏi, hành tây sẽ gây cảm giác nóng rát, khó tiêu, khiến dạ dày khó chịu, từ đó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. 3. Không ăn những thực phẩm gây đầy bụng. Một số thực phẩm trong quá trình tiêu hóa sẽ sản sinh ra lượng khí tương đối lớn, dẫn đến cảm giác chướng bụng, khó tiêu, cản trở giấc ngủ. Do đó, bạn nên tránh những thực phẩm này vào buổi tối. Các thực phẩm có thể gây đầy bụng, chẳng hạn như các loại rau củ họ Đậu, cải bắp, hành tây, bắp, chuối. 4. Không uống rượu bia. Rất nhiều người lầm tưởng rằng uống rượu bia trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ nhanh và sâu giấc hơn. Nhưng thực tế các nghiên cứu gần đây cho thấy, mặc dù rượu bia có thể giúp chúng ta ngủ nhanh hơn, nhưng sẽ khó có thể ngủ sâu được do tác động của các chất kích thích có trong rượu. Đó là nguyên nhân khiến cho những người uống rượu bia, dù đã ngủ cả đêm, thì khi thức dậy vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi. 5. Không ăn thức ăn nhiều dầu mỡ. Ăn các thực phẩm nhiều dầu mỡ sẽ làm tăng gánh nặng công việc cho các cơ quan trong cơ thể như ruột, dạ dày, gan, túi mật, tụy, từ đó khiến cho chúng ta khó ngủ hơn bình thường. Không chỉ vậy, ăn những thực phẩm giàu chất béo khi đi ngủ có thể khiến bạn tăng cân, tích tụ mỡ và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm.